chào anh em, thì nay mình đi săn với bạn nhỏ tiếp nha anh em. Hiện nay mình phải đi tới với cây tắt chìa khóa xe, cây thiên ngân. Hổ dây nay mình đổi dây rồi, nên mình chơi lại resize xe vàng 0.55. Hổ thun nó 12, 19, 240. Ok, thì hành trình không biết có gì, mong anh em đón xem video mình nha. Lâm, té, té tao nhỏ. Nghe đâu rồi? Rớ rồi, nghe đâu rồi, nghe đâu tao nhỏ. Con gì? Tụ hú. Nghe đâu nhỏ. Thôi biết rồi, mốt kèo lên đi, về lụm đi. Chỉ gì? Chỉ gì đăng lên nè, cũng hiểu rồi ha. Xỉu gì vậy? Ai chút gì lên cháu được không? Mệt không? Điểm đuôi nữa hay gì? Điểm chứ. Mập. Tao con gì không điểm chứ, tụi phú tao phải điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chọc. Ngon, bữa con kia có 5 đuôi. Ừ, có còn không có nữa. Chưa bay mà. Bay chưa? Nằm trong bụi dứa này hay gì mà. Hả? Đâu? Thấy nó đâu? Gì? Hả? Đúng rồi. Mẹ không lụm nó mới trôi nè. Nhỏ giờ mới hạ cò nha anh em. Có lộng bẹp bẹp. Lộng con. Khám nghiệm tư thi không? Ba viên trong người á. Đi xíu. Xí lụm. Bắn vô đít nè. Lập con collab trời ơi không. Đây collab nha anh em. Nhỏ hai collab nha. Trời ơi cái hình này của tao. Trời ơi. Trời ơi. Ướt đất ướt tùm lum hết trơn rồi. Và tiếp tục anh em ơi.
chết cò. Gãy, gãy cỏ rồi. Còn viên nữa cho chắc. Yeah. Viên nữa cho chắc. À đừng cò nha anh em. Trời ơi, bể cái đầu nữa. Mọc em cò bợ. Mày đứng đó mày khèo vô rồi tới rồi. Chết rồi. Sống nổi sống. Trời ơi, để mỏ thì mỏ được cái mỏ mày bán hồi nãy á. Ừ. Chứ tao bắn ngay đây nè. Nát mỏ luôn rồi. Tao ngang cổ nè, đây nè. Thôi. Hơi bự luôn. Hơi bự, cò mập, mập lúc luôn. Con nãy bự hơn. Ừ. Thôi tiếp tục anh em ơi. Hay quá. Hay quá. Đâu rồi, đâu rồi. Đúng ngày mình đúng không? Trời trời em bi luôn. Thôi lên xe. Cái đâu? Có sò hả? Mượn người ta đi. À đừng cò nha anh em. Bể đầu rồi. Có sò không? Mượn mượn người ta đi lụm cò. Làm cái cốc đó mà. Xè cánh. Bể đầu ốm quá ốm vậy đâu ốm. Lắm té con. Ờ, té rồi, tuốt ngoài. Tuốt ngoài. Té tuốt ngoài cái mồi đê ngoài. Quay lại có kiếm đường đi 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 bỏ ra ngoài lụm. Đi, đi ra ngoài lụm. Cò rớt ngoài anh em. Bắn tuốt trong nhà mà nó. Bay ra đây nó chết. Rồi đi cũng khá xà. Nó chỉ chết tại chỗ mà hay quá. Nó đây nó mới chết. Để mình lội ra ngoài mình lụm cò cho anh em xem. Đây nè, cò đây. Báo không? Gãy chân. Chân mình. Ra tới mà đây. Thôi tiếp tục anh em ơi, để mình gồ vô. Dạ dư nhậu rồi. Dạ cảm ơn chú. Mệt thấy mua nội luôn. Mới làm một bãi hiện trường đây anh em ơi. Đi lạc đường luôn. Nãy giờ anh em mình đi lạc đường luôn rồi. Bài dễ chơi. Bài hết trơn. Cỏ bài ráo rồi. Anh ơi, ơi cho em hỏi đường nào ra đường 4 anh? Thấy rồi, kẹo. Tới đường 3 kẹo cái cậu quá. Dạ dạ. Dạ.
nha mày. Đặt đồ chán thiệt. Dạ, anh em ta đây một màn diễn của tao nhỏ này anh em. Hai con cu đồng loạt như điều. Một con bài lông. Một con. Một con bài luôn. Nghe đít, nghe đít. What? Nghe đít. Coi coi đó không, coi đó không. Wow ơi. À, chào anh em thì tình quả nay đi được con thu hú. Hai con cò bợ với một em cò lép. Ủa ba con cò bợ mà phải không? Từ ba con cò bợ đang còn nữa, đang còn nữa. Một, một hai ba, hai con cò lép một con, hai con. Với con mình đẹp, hai con cu bên đây nữa. À, nắm nè anh em. Hơi ít. Hơi ít, này ít hơn bữa. Đây. Có tim rồi. Đó được hết. Được rồi, chắc cũng được 2 kg. À, quá được nhiêu đây thôi anh em. Thôi mình hẹn video sau nha.